Vâng, em xin kính chào tất cả mọi người đến với cửa hàng Em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Thì bên em có một loạt các những sản phẩm đẹp để gửi đến các quý bác anh chị chơi những món đồ cổ châu Âu các nhé. Thì những cái sản phẩm hôm nay thì đa số là những cái tầm trung trung thôi, bình dân để tất cả mọi người có thể chơi được, đúng không, sở hữu được. Thì sản phẩm đầu tiên thì vâng, cũng là con đẹp nhất và con bên em thì vừa mới được anh bên châu Âu gửi về. Vâng, lâu lắm rồi, hôm nọ em có một đôi thì hôm nay nó lại về các bác nhé. Các bác biết con gì không ạ? Vâng, đây là một con tạ khúc. Thôi chết, còn em còn chưa tháo kim. À, em còn chưa lắp kim. Vâng, kim thường là hay lắp rời bởi vì là nó sợ đâu bộ kim nó mất rồi nhỉ. Thôi em có thể em để bộ kim vào sau quá, em để bộ kim vào sau. Bộ kim nó như các cái bộ kim của mấy cái con này các bác nhé. Nó như đây. Kim của nó như kim của bộ này, bên em thì có kim các bác nhé. Đó, bên em thì có kim thì các bác yên tâm, đây kim của nó của con này các bác này. Đấy. Thì các bác yên tâm thì em sẽ lấy kim em bù vào. Vâng, thì em đang quên mất, em đang nai. Vâng, đây là một con công toa cổ quá, đây là một con công toa cổ. Con này thì rất là luột, con này thì đẹp nhất của cái lô bên em thì mới về các bác nhé. Con này thì màu đồng là trên màu đồng trầm cổ, màu đồng này thì chắc chắn thì con này 100 mấy chục tuổi thì em không biết các bác nhé, 100 mấy chục tuổi. Nhưng đây là cái tích của người kỵ sĩ là đang cưỡi ngựa các bác, đúng không ạ? Một tay thì đang cầm dây cương và bên trong thì có họa tiết là có một đúng không ạ, có công lương và bên trên này là những cái đoàn người là đang cổ vũ, cố lên đúng không ạ? Và đây ngựa là ngựa đang phi nước đại và con này lắc cổ các bác. Màu này là màu đồng cổ trên 100 năm tuổi rồi các bác. Màu này thì xuống màu này đến màu đen tuyền rồi. Có được những cái đồ cổ này thì cũng phải gặp người gặp duyên thì mới chơi được có nhé. Gặp người con này thì chơi chung chén các bác nhé, chơi chung chén với họa tiết. Cái lắc này thì dài đến cả mét các bác nhé. Và cái mặt đây các bác nhé, mặt thì cũng rất là đẹp. Và trên nền nó là mặt men các bác nhé. Tạ đây các bác nhé, tạ chơi thì đúng không ạ? Tạ con này thì nó rơi vào khoảng 1m50 các bác nhé. Nên đấy, hai quả tạ. Nhà các bác nào có không gian thì các bác chơi. Đây, mặt là mặt men này các bác này. Mặt men, cái mặt men này rất là giá trị với những đường hoa họa tiết đồng. Vâng, con này thì bằng đồng có nhé, họa tiết bằng đồng. Trên nền là nền đồng cổ có nhé, trên nền đồng cổ. Và mặt là mặt men dày. Và cái mặt men này của nó thì chắc nó phải tầm 24-25 phân các bác. À đây, nó có năm sản xuất đây các bác nhé. Vâng, nó được sản xuất năm 1881 các bác nhé. Năm 1881 thì mình vào năm bao nhiêu nhỉ? Mình vào đời những đời vua Tự Đức và vua Dục Đức các bác. Thì trong đó thì có 13 triều Nguyễn, thì đời 13 triều đời Nguyễn thì đời vua Dục Đức và đời vua Tự Đức và Dục Đức, vâng, con của Tự Đức là ông Dục Đức. Xong còn đấy còn chán mới đến các đời Minh Mạn rồi đến các đời vua còn đến các đời vua Bảo Đại thì còn đời cháu đời chắc đúng không ạ? Đời tầm đó thì chắc nó chỉ tầm đời vua thứ 10 của Việt Nam thôi. Đó. Khoảng những năm 1881 mà nó đã có những cái đồng hồ cổ như này đúng không ạ? Và những cái thời này thì bắt đầu là nhom nhém là có những cái tàu viễn dương của nước Pháp là đi bắt đầu là đi đến các cái nước thuộc đi đến châu Á để người ta truyền đạo đúng không ạ? Chứ quốc ngữ của Việt Nam cũng thế, nó trước những năm 1900 được cái ngài gì nhỉ, người ta cũng đến người ta truyền đạo trước những năm 1900 khoảng 1800 bao nhiêu là người Pháp đã người ta đã đi qua các cái con đảo. Và thời đó thì Việt Nam mình đúng không ạ, vẫn còn thời phong kiến và vẫn còn rất 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 lâu nữa thì mới có những cái gỗ như đồng hồ rồi những cái họa ngựa. Thời này thì đa số bên châu người ta dùng ngựa hoặc những cái đầu máy kéo hơi nước này, người ta đi trước mình khoảng mấy trăm năm. Đây máy đây các bác nhé, em mở ra. Vâng, con này thì máy rất là lớn các bác nhé, máy lớn chảo là chảo cổ đấy, trên 100 năm các nhìn cái chảo này. Và đánh chuông chén với cho cái khóa để gõ chuông các bác nghe thử. Vâng, đây trên thì chén này chén to bát đát và vâng bát cổ các bác, nó chạm tường rồi bác, đó chén chạm tường em có không dạng máy to các bác nhỉ, lâu lắm mới về được cái con các bác, lâu lắm mới về được con máy cổ. Vâng, con này thì các bác cứ chốt đi, còn để em lau dầu cho những chơi những con máy cổ này phải gặp người sưu tầm không nhé, chơi những cái con máy cổ này phải gặp người sưu tầm. Trông tuyệt vâng, cái quan trọng nhất thì các bác nhỉ, đấy, quan trọng nhất thì đấy các bác nhìn cho em đấy,
có người đang lúc lắc đúng không ạ? Trông rất là hay, rất là duyên luôn. Đấy. Đấy. Giữ lại đây các bác. Đấy, các bác, đó. Các bác nhìn cho em những chi tiết. Vâng, thì đây là con đồng hồ đỉnh nhất rồi, đúng không ạ? Đó, các bác nhé, đó. Phi ngựa đúng không ạ? Người cổ vũ cũng cổ vũ nhiệt tình và người phi ngựa thì cũng phi nhiệt tình luôn đúng không ạ? Vâng, tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc đồng hồ là cũng không kém cạnh nha các bác nhé. Con này thì ba tạ vàng ươm các bác nhé. Lắc vàng ươm. Đúng không ạ? Con này thì nó đang tụt xích thì em phải lấy cái dây thít để em thít vào tạm thời, có đặt đây này. Đúng không ạ? Nó đang tụt xích. Vâng, con này thì nó là dáng song tiện các bác. Tạ khúc dáng song tiện thì các bác ạ, mấy khi gặp chưa ạ? Nhìn trông đẹp lắm các bác. Rất là to, đẹp, hoành tráng có nhé. Và đây là những chiếc tạ khúc lớn và các bác có thể ít gặp ở được ở những bên ngoài. Trông nó rất là đồ sộ và nó rất là to có nhé. Con này có kích thước 99cm và ngang của nó là 36. Con này thì các bác để vào trong nhà các bác nó đẹp đủ các mọi góc cạnh các bác này. Khi mà lắp xích vào đấy các bác bấm những cái này ra thì dây xích nó đều thẳng các bác, tất cả nó đều thẳng, nó không còn gọi là có bị cái dây xích nó kiểu bị co như đoạn trên các bác nhé, không còn cái dây xích co như đoạn trên. Nhìn trông rất là đẹp luôn đấy các bác. Con này thì em xin bán với giá 8.500.000 các bác nhé, 8.500.000 con tạ đẹp như này các bác. Nhìn cho em bộ tạ đẹp, lắp đẹp, mặt đẹp các bác. 8 côn 8 búa này các bác này. Đây các bác nhìn cho em, 8 côn dài không? Các bác nhìn cho em. Đúng không? 8 côn dài sướt mướt luôn. Và chuông con này đánh to lắm, âm hay các bác nhé. Nó là dòng này dòng song tiện các bác, tạ khúc song tiện nó cực kỳ là hiếm ở thị trường đấy các bác. Con này chắc chắn các bác mua ngoài thị trường nó phải mười mấy triệu luôn đấy các bác. Nó tầm 11 12 triệu, nhưng bên em thì các bác gặp bên em thì giá nó cực kỳ là tốt. Đúng không ạ? Tiếp theo thì trong lô tạ khúc này em luôn nay luôn 2 3 con tạ khúc. Vâng, và con tạ khúc tiếp theo các bác. Con này thì cũng rủ nắc như ngọc như ngà thế này. Vâng, con này thì rất là to các bác, nó to dáng khủng luôn. Mặt là mặt nhung với những cái đường chỉ cườm đẹp này các bác này. Trên là nó cái trương hoa lá tây của người Đức cổ ngày xưa. Mặt đấy các bác nhé. Mặt phải nói là cực kỳ là đẹp. Mặt này màu nhung lâu các bác nhé. Made in Germany các bác nhé, made in Germany. Con này thì đều góc hoa lá tây bọc vàng hết các bác này, góc hoa lá tây bọc vàng. Chuyện vàng. Đây là những cái dòng cao cấp các bác nhé. Con này thì cũng có váy, nó váy nó không bằng con kia nhưng váy nó rất là điệu các bác này. Nó không phải là dòng cỏ đâu các bác nhé. Con này thì đặc biệt là nó có lắc hoa hồng, những cái quả lắc này thì mua triệu không mua được. Và đừng các bác này, nó trước em bán con nhớ này, em bán 8 triệu rưỡi gì. Đúng không ạ? Em mới bán cách đây và khách hôm ấy nhiều người hỏi lắm, bán con này ra khách hỏi lia lịa rồi. Đây các bác nhìn cho em cái đường nỉ nhung này. 8 côn các bác nhé, chơi 8 côn dài dằng dặc luôn. Những cái bộ máy này đẹp lắm. Con này thì đo kích thước, à đây kích thước đây. Con này lên 1m02 x 35. Con này đẹp các bác này. Đấy. Con này vừa đồ sộ vừa đẹp, mà con này treo rất là đẹp luôn. Con này em bán 7.900.000 các bác nhé, 7.900.000. Đẹp thế nhỉ. Các bác nhìn thấy không? Chơi được những cái này các bác thêm vài triệu nó không mua luôn. 7.900.000 một con tạ khúc, nó to các bác, nó phải gọi nó to ấy là to, mà nó tạ đẹp nắc hoa hồng luôn, mặt hoa văn, họa trương hoa văn. Những cái con này thường nó phải 8 triệu mấy các bác, em bán giá tốt thì hôm bọn em về được cái mớ này. Tiếp theo thì em xin like một con tạ khúc cũng là size đại 1m04. Con này thì ba tạ có nhé, một quả tạ nó đâu rồi. Vâng, nó sẽ có một quả tạ nữa các bác nhé, nó sẽ có một quả tạ. Đây em mượn cái quả tạ to này để các bác có mường tượng này, em mượn thôi các bác nhé. Nào, em mượn của con bộ trên. Đây nó chạy ba tạ này các bác này. Với bác nào treo cột thì những cái con này thì phải nói là đỉnh cao luôn. Với những bác nào treo cột thì con này gọi là rất là đẹp luôn. Tạ đây. Con này con cuối cùng của bên em, có những con cuối cùng. Bên em về được 5 con thì có một bác lấy một đôi, còn hai bác kia bác mỗi bác lấy một con. Những con này thì ngoài thị trường cũng không dễ tìm đâu. Và các bác ý thì toàn các bác thợ luôn. Buổi treo con này trông là dáng này nó thon cái cột. Đa số cái cột nó toàn tầm 20/20 một chút, và treo cái là vào nó ôm vào cái cột, vừa khít cái cột luôn. Và cái váy ở đuôi thường nó váy to ra, nó thừa cột, nhưng mà các con này thì nó ôm vào thẳng cột luôn. Các bác nhìn trông rất là đẹp. Mặt là mặt vâng ngựa đây, tích này tích cưỡi ngựa các bác nhé, tích thuyền buồm đang ở bãi biển, được người dân người ta sinh hoạt, người ta buôn bán cạnh biển của người Đức. Mặt là mặt trăng sao.
và cái lền này rất là dày các bác này, đặc biệt này các bác này, các bác chú ý này, thường thường là những cái đường sắt mạ mỏng, nhưng mà con này thì rất là dày luôn, có rất là dày luôn, cả hai ly luôn, nó 2-3 tầng này, 1 tầng 2 tầng 3 tầng, góc là toàn góc đồng hết đấy, đấy hoa văn gỗ này, rất là đẹp luôn. Và con này chơi 8 côn bản nhạc Westminster các bác, bản nhạc Westminster. Cái đây các bác nhé, cái đường lỉ này đấy, những cái đường lỉ, cái máy này của em nó bắt nét có vẻ nó hơi chậm. Vâng, con này thì em xin báo giá nó 7.300.000 các bác. 7.300.000. Mấy con vừa rồi 7.500.000. Chả như các bác nào đã chốt, các bác thợ thông cảm, các bác nào xem rồi. Bởi vì các bác chốt khá là nhiều thì toàn các bác chốt 7.500.000. Con này thì con cuối này em sale rẻ hơn các con bình thường một tí nha. Các bác đừng mắng em, các bác nếu mà các bác mắng thì thay vì các bác mắng thì các bác chốt thêm các bác nhé. À, tiếp tới đây thì em xin like con tạ khúc tiếp theo đây các bác. Con này thì đẹp tuyệt vời luôn. Con này thì em xin sale với giá, con này mới về các bác. Mặt đẹp, lắc đẹp, gỗ sồi lâu, lắc đẹp này các bác, tạ đẹp, xích, con này chơi hai tạ, đánh bính bong ấy, chơi bính bong. Và hơn nữa thì ở cái mặt này thì các bác kiếm đâu ra cái mặt, ôi dồi ôi, các bác này lắc kê vàng hết này các bác này. Nhìn sớm sướng nhỉ. Nhìn cái mặt này thì các bác đánh giá cho em ba bên bốn cạnh đúng không ạ, em soi đâu cũng ra nó cũng đẹp. Vâng, đây là phải nói là một cái mặt phải nói hiếm có tuyệt vời của đồng hồ các nhá. Nó như kiểu là ở trong các cái đồng hồ Rolex tiền tỷ các bác, các đồng hồ Rolex treo đeo tay thì nó cả 500-700 triệu. Vâng, con này thì em báo giá tốt thôi, 3.100.000. Con này kích thước 95x27, chơi bính bong các này, chơi bính bong 3.100.000. Ôi nhìn cái mặt này, hiếm lắm em mới gặp được cái mặt đồng hồ nó đẹp như thế này các bác. Đẹp nhỉ, số dập nổi các bác, họa tiết hoa văn rõ nét. Và con cái mặt này nó kiểu sang lắm, nó nhìn như kiểu mặt đồng hồ Rolex luôn các bác. Đấy, nó in 3D. Và tiếp theo thì em xin like tiếp theo. Vâng, chiếc này thì các bác rất là ít gặp ngoài thị trường này. Đây này, chiếc này thì chiếc Verdex TV các bác nhé, chiếc Verdex TV. Con này thì nó giá bằng con 62. Con này thì các bác để trên đồng hồ tủ hoặc là các bác có thể để bàn cũng được này. Chiếc này chiếc siêu hiếm luôn. Cái mặt thì tầm 5 triệu nhé. Nhưng mà kiếm được cái vỏ này thì không thể kiếm được ngoài thị trường đúng không ạ? Con này các bác chơi thì phải nói là độc nhất vô nhị các bác, độc nhất vô nhị. Con này các bác gọi điện cho em báo giá tốt lắm. Con này thì cực kỳ là tốt luôn các nhé. Cực kỳ là tốt luôn. Đây vừa đét. Trên nền là mặt số lổi các bác nhé, mặt số lổi trên cài kim loại, đánh gông ngang, ôi sợ các bác, thùng treo tường đánh gông ngang luôn đúng không ạ. Đây máy đây các bác nhé, máy đây vàng ươm đúng không ạ, 5 gông 5 búa, đánh gông ngang rất là đẹp đây đúng không ạ, các bác nhìn cho em đúng không ạ, nhìn cho em từ cái chân trục có nhé, rất là đẹp luôn. Con này chạy va lăng, con này thì các bác chơi hàng hiếm thì các bác chơi con này, các bác chơi hàng hiếm chắc chắn thì cái mặt số thì nó cũng tầm 5 triệu rồi đúng không ạ. Bộ máy mà treo tường mà đánh gông ngang thế này thì chắc chắn nó cũng phải tầm 5 đồng rồi. Còn cái vỏ này các bác cộng cho em những cái vỏ hiếm này thôi, em cũng nói tặng không tặng, nhưng các bác mua được cái vỏ hiếm này chắc nó vài triệu. Nhưng con này thì em chỉ bán chưa đến 11 thôi các bác nhé, em con này 11 triệu thôi, em đọc các bác lau dầu cộng cho em, không phải ghi đâu, con này không có ngoài thị trường đâu. Em định bảo thôi các bác điện nhưng mà thôi. Vâng, và tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc này trông kính rào đẹp quá này các bác ạ. Con này kính rào quả chuông, em dọn đủ cho anh hai con kia lên để cho các bác nhìn, ở đây nó ngược ánh điện quá. Vâng, con này kính rào quả chuông có nhé, kính rào quả chuông rất là đẹp luôn. Đúng không ạ? Những cái con dòng đồng hồ này thì thường thường là nó của hãng FHS hoặc hãng Hamnet. Thì bây giờ các hãng nó vẫn còn duy trì đến bây giờ. Và các hãng nó thì đa số là làm để co rất là đẹp và giá trị nó rất là cao. Quả lắc đẹp lung linh đúng không ạ? Mặt rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chỗ đây, chỗ này nó có 1-2 hạt như kiểu là nó hơi nhìn không thấy các bác, nhìn rất là đẹp. Kính là kính rào hình quả chuông có nhá. Tấm kính này thì chắc là đi mua lắp vào các tấm bình thường đắt cả triệu hơi mệt. Gỗ sồi quá, gỗ sồi trong veo. Và cái lền gỗ sồi quá, nhìn cho em xin nguyên bản. Ngoài các cái bụi gỗ mấy bụi của các cái miếng xốp thì nó chả có một cái gì đúng không? Quá zin này các bác này. Con này đánh 8 công đồng thôi, chơi 8 công đồng.
này các bạn này, nhìn đẹp và hươm. Con này đánh âm nghe nó hay lắm, không biết là đánh nhạc bên nào, chắc đánh bên này. Âm sợ nhỉ. À nhạc nó bên này các bác, thường thường bên ngắn của nó là bên nhạc bên gỡ, bên điểm giờ nó dài hơn, nhưng bên này thì lại bên đánh nhạc lại dài hơn. Bên này gõ phát nó ra nhạc luôn các bác này. Nhưng mà em gõ khóa mà không bằng vô ra đâu, nó cứng quá nhá. Em chưa thử. Âm hay nhỉ các bác nhỉ. Vâng, con này thì em xin sale với giá 4 triệu thôi các bác này. 4 triệu mà các bác có một con đồng hồ cực kỳ là mới. À quên, chưa quay máy cho các bác. Quay máy chưa nhỉ? Úi xời ơi, máy như cục vàng luôn các bác. Con này thì hàng tồn các bác, con này hàng tồn rồi. Có ngắt chuông đấy các bác này, có hai bên ngắt chuông. Máy này các bác này, nhìn máy này. Úi xời ơi. Con này đúng ra 4 triệu 2 nhưng mà thôi, em nỡ đọc rồi. Em nỡ đọc rồi. Các con hàng này về đa số là dân mình chốt nhiều lắm, tranh nhau chốt nhiều lắm. Đây đẹp như này các bác. 4 triệu rồi các bác này. Đẹp như thế này. Máy như ngọc nhà, đúng ra nó 4 triệu 2 thôi, em đọc rồi. Vâng, tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ máy 10 chơi bả chơi MF đó nhé. Con này là có chiếc máy MF. Vâng, chiếc này là một chiếc máy 10 chơi bản nhạc xanh tơ chiêng, một trong những bản vâng, một trong những cái bản kỷ niệm của nước Pháp. Cái ngài thống đốc này thì người ta đã gây dựng lên, người ta có công với thành phố, và cái thành phố đó thì mang tên người ta, lấy bản nhạc tên người ta luôn. Và con MF này thì các bác có thể để lắp vào cái thùng 36. Với cái thùng này thì chắc chắn các bác mua không ở đâu dưới 5 triệu các bác nhé, với cái vỏ này đấy ạ. Bởi vì các nhiều bác mua cái vỏ 36 xấu thì chắc chắn các bác phải đi tìm cái thùng đẹp. Mà hơn nữa thì ở trong con 36 đó, nhiều con có cái thùng như này, nẹp chrome có nhé. Và kính là kính già quá, kính già rất là đẹp luôn. Và tiếp theo có nhé. Và tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu qua về cái mặt. Vâng, cái mặt thì nó có chữ MF có nhé. Mặt có chữ MF với hàng số các này. Với hàng số rất là đẹp luôn. Côn thì côn xanh nét đây đúng không ạ? Vâng, con này thì nó chơi 10 côn 10 búa, chơi củ côn chữ M. Nó chơi củ côn này thì nó giống tương đồng với củ con Odo 3610 gai Cardion. Bởi vì là có nhiều người, nếu mà cái này nó mà là củ côn trắng thì người ta xóa chữ M và người ta lâng lên, người ta che thành máy 10 quá, người ta sẽ ghi là máy 10, người ta che cái củ côn trắng của nó cùng đời quá. Đây này, nó chỉ cà chỗ này đi là thành củ côn chữ M. Như thì nó lên mấy trăm triệu, nhưng mà đây là người ta chế, người ta vẫn phải nói là bởi vì là đây là hàng chất lượng cao. Chứ còn cũng như của con Zizot, con Verdex, à con Zizot người ta lâng lên, người ta bảo đây con hàng lâng. Chứ còn các bác mà mang này mang mấy trăm triệu mà mang ai ta mà bạn không báo lâng thì người ta đánh chết luôn đúng không ạ? Mất đường về quê mẹ luôn. Vâng, bộ máy đây các bác nhé. Bộ máy thì bộ máy đồng. Thì tất cả những đời Zizot hay đời Verdex hay đời Kenji thì đều là được cái người châu Âu người ta trên nước là lớp là máy bằng đồng quá. Máy đồng rất là dày và người ta sơn một lớp sơn phủ lên. Thì đấy các bác nhé. Tất cả con kể con cái màu là các bác nhìn cái màu cái bên mà chưa bóng sơn được các bác, thì chắc chắn 100% Zizot hoặc Verdex thì đều là vách đồng và người ta sơn lên một lớp bảo vệ của lớp đồng để cho đồng nó không bị han. Đấy các bác. Còn bên trong đồng zin nguyên bản. Con thì máy cổ quá. Và con này chưa quả lô gai các bác. Đây này. Nó chưa quả lô gai. Thường thường các bác mấy khi gặp quả những cái con máy 10 chưa lô gai thì đâu ạ? Đúng không ạ? Vâng, con này thì em sẽ bỏ vào và em báo giá luôn, báo giá luôn. Vâng, chiếc này thì em chỉ bán với giá 5 triệu. À quên, nhập. Tí nữa là toàn, tí nữa là đi mất cả củ. Vâng, thì con này em bán với giá 6 triệu 600 nghìn các bác này. 6 triệu 600 nghìn một con MF máy 10. Các bác biết, MF máy 10 chơi bản xanh tơ chiêng. Và tiếp theo thì em xin like một chiếc thu Verdex cùng cái bông hoa tulip. Cái này cái bụng hoa tulip thì đang lở đúng không ạ, đang chuẩn bị hé lở. Cái thùng này thì để nói thì nó để lắp vào những cái mẫu thùng Odo 36 thì phải nói là tuyệt vời luôn có nhé. Thùng này thì chắc chắn thì để lắp vào những cái thùng Odo 36 này các bác này. Đấy. Trông đẹp lắm. Đó, đây là những mẫu thùng cao cấp có nhé. Đây là những cái mẫu thùng cao cấp. Đây, ở dưới là một bông hoa tulip đúng không ạ. Ở giữa là tấm kính mài.
và hai bên là hai bông kính thẳng nhìn rất là đẹp đúng không ạ. Và bên trong thì ôi con này khuôn sao dài đấy. Vâng, cái mặt số đây các bác nhé, mặt số cũng rất là đẹp luôn các bác này. Cái thùng này là một trong những cái mẫu thùng đắt giá đấy các bác nhé. Ôi, đo cho anh cái côn này, con này côn địch nhất của dòng Vred mất. Vâng, các bác nhìn cho em bộ côn nhìn thích nhỉ? Không dị, không dễ gì đâu các bác. Vâng, côn này thì nó đánh hay hơn cả dòng Odo 36 các bác nhé. Đây, các bác nhìn cho em thành côn. Em bỏ cái lắp ra. Em phải để bên dưới này các bác mới nhìn được cái thành côn. Đây các bác này. Nắp côn rồi, em để xuống dưới này. Em lấy hẳn tay em chặn. Đấy các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Vred côn dài đến 57, gần 58cm các bác này. Cái dòng này thì nó dài ngang với tủ cây các bác. Nó dài gần như tương đương như tủ cây. Loại này thì nó đánh âm của nó như con Odo 36 luôn. Nó đánh hay hơn cả, nhiều người còn kêu nó đánh chắc và hay hơn cả Odo 36. Bởi vì cái đời máy là đời máy lớn, máy cuối xay. Đây các bác, đời máy 42 này các bác này. Máy lớn. Đây vồ búa này các bác nhìn chúng thích không? Máy như mới luôn. Cực kỳ nét. Con này thì dòng cao cấp quá, con này dòng cao cấp và nó đắt được cái thùng quá nhá. Kiếm được những cái thùng này các bác, chơi con này các bác, cái mua cái thùng này hết tiền các bác ạ. Con này thì em xin sale giá tốt thôi. 6.900.000. Hình như em bán hơi nộn cái thùng này rồi các bác. Cái thùng này thùng đắt tiền đấy. Nó không phải mấy cái thùng cỏ. Nó là thùng những cái thùng ở những cái chiếc Odo 36 thùng đẹp, hoặc là nó thùng hoa tulip này thường thường nó gần chục triệu cái thùng cơ. Còn chưa nói máy. Thôi, em thì bên em cứ nhập giá tốt, em bán giá tốt. Bây giờ đa số bán hàng nhập theo số lượng lớn và bán theo cái lít giá các bác. Nên nhiều bác nhập mua được giá tốt thì cũng chúc mừng các bác. Vâng, tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ Kenji. Con này là mặt 20 các bác nhé. Mặt 20 em có bù kính tròn cho các bác. Dưới là kính thủy, có dưới là kính thủy và cái này thì trông khá là đẹp đấy các bác này. Khá là đẹp, khá là bắt mắt luôn đúng không ạ? Trên là hai bông hoa mắc ca, dưới có một quả bông mắc ca thì rất là đẹp các bác nhé. Với những cái đường vắt cạnh kính thủy. Đây các bác nhìn cho em cái đuôi này, trông rất là đẹp luôn đúng không ạ? Quả lắc con Kenji. Bộ côn con này thì 7 côn thép một côn đồng các bác nhé. 7 côn thép một côn đồng bạch này. Cho chất âm rất là ngân nga. Cái mặt đây các bác, mặt này mặt 20, một trong loại mặt đắt giá của dòng Kenji. Mặt 20 ít lắm. Ây da, con này chơi củ côn Z các bác. Con này chơi củ côn Z hoa thị đánh đồng bạch các bác này. Đúng không ạ? Lần đầu tiên em gặp các bác nhé. Xem máy. Máy Kenji các bác ạ. Máy Kenji, con này còn dẹt Kenji cổ nhưng mà lại chơi củ côn đồng bạch các bác ạ. Đấy, các bác đã mấy khi các bác gặp Z hoa thị chơi củ côn đồng bạch kìa. Vâng, chiếc này thì bác nào yêu âm thanh các bác nhé. Bác nào yêu âm thanh thì bác chơi củ côn với củ Z này thì nhất rồi, đúng không ạ? Chơi củ côn Z mà đánh công đồng bạch thì là một trong những loại rất là hiếm. Bởi vì là em nghĩ là cái ngày xưa là cái ông thầy này thì chơi là cũng là chơi với âm thanh các bác, chơi âm thanh nên người ta đặt nhà hãng người ta làm. Chứ thực ra thì con Kenji và con Z thì không thể lắp vào trong được, thì chắc là nhẹ. Người ta đặt riêng nhà hãng hoặc có bạn bè làm trong nhà hãng thì người ta sẽ khoan cái lỗ côn như vậy người ta lắp được. Âm thì chắc chắn thì nó củ côn Z nó âm hay hơn Kenji rất là nhiều. Và thùng con này khá là đẹp. Con này thì em sale giá tốt đấy không nhé. Giá 3.900.000. 3.900.000 bao cả kính đầy đủ cho các bác. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Con này con thùng bè. Con thùng bè Z-Zot, thùng cánh bướm các bác nhé. Hai bên là hai chùm nho rất là đẹp. Dưới là dưới kính thủy các bác, dưới kính thủy. Con này thì thủy nó hơi có một thời gian một chút cũng là, nhưng mà không sao, nhìn trên thì rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn khoảng cách khoảng 1 mét rất đẹp. Mặt số đây, mặt số như led như tivi đúng không ạ? Phải led như Sony luôn các nhá, chứ không phải led như tivi nữa. Và con này thì máy chơi hai bản nhạc này. Đây này. Em thấy có cần chuyển bài. Quả lắc đây có nhá, quả lắc đây thì cũng có chút một thời gian nhưng mà nhìn không đáng kể, có một chút hơi có đốm như kiểu cái Việt nóm các bác nhé. Con này thì để chơi củ côn treo các bác lắp Odo vào đây thì không lộ côn, vừa lúc lít lên trên này. Con này thì đây các bác, đời máy xe tăng, có cần hai cần ngắt chuông đấy các bác nhé. Các bác nhìn thấy hai cần ngắt chuông và một cần chuyển bài, em thử chuyển xem có phải không lại nó chỉ là cần ngắt chuông hết giờ. Vâng, con này chơi hai bản nhạc đấy các bác nhé, chắc chắn nó chơi hai bản nhạc đấy. Đây rút ấn vào đây.
Vâng, em nghĩ là nó chơi hai bản nhạc quá. Ok. Con này là loại thùng to ấy, loại thùng to đánh củ côn treo. Con này thì em xin sale với giá rất là tốt thôi. Loại thùng to cánh bướm. Con này em xin sale với giá 5.900.000. 5.900.000. Khó mà tìm được cái thùng to các bác. Đây là mẫu thùng bè loại đại nha các bác nhé, không phải loại thùng bè nhỏ đâu bác. Lắp Odo 5410 và 6210 vào đây rất là đẹp luôn. Mẫu thùng đẹp. Tiếp tới thì em xin like một chiếc đồng hồ Verdes. Các bác nhé, con này thì mặt số đổi vàng chanh. Trên lên là lên thùng nó rất là đẹp này. Thùng này rất là ưa nhìn luôn các bác nhé. Thùng rất là ưa nhìn. Con này thì dưới kính thủy vàng, trên mặt vàng chanh, lắc vàng chanh. Và con này thì cái loại mặt vàng chanh này nó đắt lắm các bác. Mặt vàng chanh thì nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu rưỡi cái mặt các bác. 5 triệu rưỡi cái mặt. Lắc mặt giấy tờ đầy đủ các bác nhé. Và em rút xin em rút cái bộ máy. Con này thì chơi 8 côn thép coi, chơi 8 thanh côn thép dài đến cuối thùng. Nguyên cái mặt nó tầm 5 triệu rưỡi không mua nổi rồi. Bởi mặt này đắt, mặt vàng chanh nó đắt hơn mặt trắng 1 triệu các bác nhé. 8 côn thám búa thẳng tắp. Con này không cần, không biết các bác có phải lau dầu không. Em nhìn cái độ mới này phải nói là gần như hoàn hảo luôn. Lau dầu là gì ạ? Cái trục này thì không quan trọng. Quan trọng nhất là mình xả được cái ổ cót ra và các cái cặn dầu nhớt hoặc là cặn các cái cặn kép nó bám ở trong cái để nó bảo vệ cái dây cót. Bởi vì cái dây cót của nó bằng cái dây thép thôi mà các bác. Nó là cái dây thép, nó như cót ô tô đấy. Cái dây cót nó dây cót nên sợ nó rỉ, nó hoen, nó làm nó oxy hóa. Con này thì em xin bán với giá này 9.200.000 quá. 9.200.000. Đấy. Thùng đẹp quá nhé. Nó là mặt vàng chanh nhé. Con này mà các bác treo ở nhà thì cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Con này con Kenji. Con này con kính rào bông hoa quá. Kính rào quả chuông này quá. Và các bác nhìn quả chuông nó như cái khánh luôn. Cho một trong những mẫu cực kỳ là hiếm. Con này thì âm hay. Con này em bao lau dầu luôn đi các bác. Thùng đẹp các bác nhé, thùng rất là đẹp luôn. Giật 3 cấp. Và các bác nhìn cho em, với những cái loại hoa tulip thế này thì cũng không phải đơn giản quá. Không phải đơn giản, cái tấm kính này 3 triệu quá không thể mua nổi. Mặt nó là mặt số nổi mạ chrome có nhé. Đây này. Mặt số nổi mạ chrome, như về thì các bác lên vệ sinh qua đúng không ạ? Về lên vệ sinh qua em nhìn thấy mặt nó rất là đẹp rồi. Quả lắc đây có nhé, quả lắc đây. Con này thì bên em bao lau dầu vẫn, bao lau dầu luôn. Đây có nhé. 8 côn. 8 búa. Đây máy đây đúng không ạ? Máy đẹp lung linh các bác nhá. Những cái dòng Kenji này thì âm nó hay lắm. Dòng âm cực kỳ hay. Và con này thì em xin sale với giá 6.800.000 các bác này. Con này bác nào quan tâm các bác múc ngay cho em này. Cái mặt số này cũng phải tầm 4 đến 5 triệu các bác này. 4 đến 5 triệu chưa nói là cái bông kính dạng hoa tulip này. Và nó ở trong cái thùng này, ở trong cái thùng rất là đẹp luôn các bác nhá. 6.800.000 bao dầu luôn. Bao dầu các bác nhá. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác ạ.